Rồi. Mắc cao, mắc cao, mắc cao, mắc cao. Mắc cao thì hơi yếu, cái này phải thay bằng cánh to à? Cánh chống bốn. Cánh gì thì sẽ là lực khỏe thôi. Diễn rất dễ nha. Thì nó hai cánh. Tiết kiệm mìn dã man luôn. Đây, đây. Cái thải sáu tám nó đã đầm rồi, bây giờ lại còn đem cả motor đến máy ổn định không khoan. Mấy phút rồi nhỉ? Bốn. Xử lý dễ hết, xử lý gọn trước lại anh ạ. Nhà vẫn còn hai con motor thì nó về chết tiếp. Đã xăng một. Sang máy bay rất là dễ luôn, rồi hạ nha. Dễ luôn. Đó.